nó sắc nó bao nhiêu thao rồi mình sẽ đi xử lý gọt bồng bồng ra cho nó sạch. Còn bồng bồng đó con lụm vô cho mẹ nha. Rồi ok con gái. Rất là nhiều bồng bồng phải không? Không con. Bồng bồng nhiều quá phải không con? Ba hái nhiều quá mà. Lùm để thao đi con rồi mẹ sẽ đi lột bồn bồn nha. Nha. Đây, bồn bồn mình đã hồi nãy giờ mình cắt mới được có nhiêu nè. Con rất là nhiều bồn bồn đây. Hồi nãy giờ cắt mới có nhiêu đó. Lâu quá đi, con lặt hồi nãy giờ mà con chưa xong nè, còn 2-3 cọng nó mới xong. Nè, đây cái cọng bồn bồn đó, khi mà mình mới hái về con rất là dơ, nó nhìn nhàng. Thấy không, nhìn cái cọng nó rất là to. Nên là mình lột cái thằng này nè, cái thằng xanh xanh này ra. Ở trong nó sẽ còn những cái cọng non nó như thế này, như thế này. Lấy rất là nhiều mà lột ra thì còn là bao nhiêu đấy, mình là bỏ luôn thì 2 bọc luôn rồi này, 2 bọc vỏ mà mình lột ra đấy. Bồng bồn này mới hái thì nó rất là ngon, nhìn lên nó rất là tươi nên mình ăn rất là ngọt và rất thơm giòn nha. Bồng bồn này mình có thể chế biến ra rất là nhiều món ăn khác nhau, như là có thể mình ăn lẩu ngọt nè, mình có thể ăn lẩu thái, lẩu mắm, lẩu chua gì đó. Hoặc là mình đem đi xào, mình có thể là mình xào thịt, xào tép, xào những cái gan mề của gà đó, nhìn rất nó sẽ rất là thơm và ngon. Cái bồng bồn này hoặc là mình có thể đi làm chi chua ha, mình làm chi chua ở chợ có bán bồng bồn này nè. Là 1 ký làm dưa chua mà 1 ký tầm có khoảng từ 25 tới 35 ngàn 1 ký nè. Tùy theo ở mỗi chợ nó sẽ có mức giá khác nhau nữa. Bồng bồn này hái rất là lâu mà về lột cũng rất là lâu luôn, nên hái bồng bồn này mà để làm cái rau bồng bồn mà mình ăn được á thì nó rất là lâu và công phu luôn. Sau một hồi mà rồi lột bồng bồn, bây giờ thì bồng bồn mình cũng đã lột hết những cái vỏ già rồi nha. Mình sẽ lấy những vỏ non này đi ăn thôi. Bây giờ mình đem cái những cái bồng bồn này đi rửa nha. Và bồng bồn này mình có thể giữ được tầm tới 4-5 ngày để trong ngăn mát của tủ lạnh nha, với điều kiện là bạn rửa và rửa cho sạch xong rồi để cho nó khô như vậy nha. Khô rồi mình để trong cái bọc thạch kéo, mình để vô trong ngăn mát tủ lạnh thì giữ con bồng bồn mình sẽ tươi mà ăn tới khi đó nó vẫn còn độ ngọt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa. Thì đây là bồng bồn mà mình rửa xong rồi nè nha, nhìn rất là ngon và rất là hấp dẫn nha. Đây, mình mới rửa xong, mình rửa rồi mình để như vậy nha. Mình sẽ để cọng bồng bồn của mình như thế này để cho nó ráo nước nha. Rồi mình sẽ, mình chưa ăn bây giờ thì mình có thể là giữ cho nó khô như vậy, để cho nó khô ráo mình sẽ để trong bọc, mình để trong ngăn mát trong tủ lạnh á, mình có thể là để được 3-4 ngày nha. Ăn nó vẫn giữ độ ngọt và nó ngon giòn cho mình nha. Giờ mình sẽ đi đem những cái phần mình mới rửa xong nè, bồn rửa xong nè, mình sẽ đi cắt những cái khúc nhỏ ra đang mình xào ăn. Đây, mình đã cắt khúc ra những cái khúc nhỏ như thế này. Ra những khúc nhỏ như thế này thì mình có thể là đem đi xào hoặc là mình thể nhúng lẩu ăn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi xào thịt nha.